Xin chào các bạn. Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn chúng ta cái cách vệ sinh lồng của cái máy giặt. Thì chúng ta biết là trong quá trình chúng ta sử dụng máy giặt á, thì chúng ta cần phải vệ sinh định kỳ. Tuy nhiên á, thì nếu chúng ta thuê thợ bên ngoài về á, thì nếu người thợ mà không lành nghề thì dẫn đến cái tình trạng là khi vệ sinh xong thì cái lồng giặt của chúng ta sẽ không được êm nữa, máy giặt không còn êm nữa. Chính vì vậy tôi hướng dẫn chúng ta cái cách vệ sinh tại nhà để đảm bảo là lồng giặt luôn được sạch sẽ và an toàn cũng như là tiết kiệm chi phí. Thì đầu tiên đó là chúng ta cần phải tháo cái bộ phận cái lưới lọc của cái máy giặt chúng ta ra. Đây, chúng ta thấy máy giặt nào cũng có cái hệ thống lưới lọc này. Thì chúng ta thấy là trong cái này có rất là nhiều cái cặn bẩn bám dơ, thì chúng ta vệ sinh sạch sẽ chúng. Chúng ta tiến hành đi làm vệ sinh ở cái lưới lọc này. Đối với cái lưới lọc thì chúng ta sẽ gỡ cái phần lưới này ra để chúng ta làm vệ sinh. Việc này chúng ta cần phải làm thường xuyên. Sau 2 tuần 3 tuần thì chúng ta nên vệ sinh cái này một lần. Đấy, chúng ta thấy có rất là nhiều cái mảng bám dơ ở đây. Thì chúng ta có thể là dùng cái bàn chải, dùng cái bàn chải để chúng ta cọ rửa để đẩy dơ những cái mảng bám dơ này bay đi. Rồi còn đối với cái lưới này thì chúng ta thấy là nó có rất là nhiều cái cặn. Đây là sớ vải nè. Trong quá trình giặt nó thì nó lọc ra và nó lượt qua cái lưới này, chính vì vậy nó các cái sớ vải bám đây rất là nhiều. Thì chúng ta cũng có thể là rửa dưới vòi nước chảy hoặc là trong thao nước cũng được. Sau khi chúng ta đã làm sạch cái lưới này thì chúng ta tiến hành gắp vào bình thường. Thế là xong. Còn đối với phía trong của cái lồng máy giặt á, thì chúng ta múc một ca nước, chúng ta xối nước vào cái phần này, sau đó chúng ta dùng cái bàn chải này. Chúng ta chà này. Chúng ta dùng cái bàn chải để răng bỏ đi, chúng ta chà này. Sau khi chà xong thì chúng ta xối nước vào. Rồi, cơ bản là cái phần ở phía trong đã xong. Thì tiếp theo chúng ta chỉ cần lắp cái lưới lọc này vào đúng vị trí. Vừa rồi tôi mới hướng dẫn chúng ta cái cách để chúng ta làm vệ sinh cái lưới lọc gác mà thôi. Đây là cái vấn đề chúng ta cần phải làm thường xuyên mỗi 2 hoặc là 3 tuần một lần. Tuy nhiên, đi vào trọng tâm của nội dung video hôm nay là chúng ta dùng cái chức năng vệ sinh lồng giặt có sẵn trên máy chúng ta. Đây chúng ta thấy. Vệ sinh lồng giặt. Thì mỗi một máy nó có một cái chế độ khác nhau. Đây là dòng
máy Aqua AQW F800 ZHT. Thì đối với cái dòng máy này, chế độ vệ sinh lòng giặt nó có sẵn, thì chúng ta chỉ cần áp dụng cái chế độ có sẵn của cái máy này để làm vệ sinh rất là dễ dàng. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi tôi thực hiện nha. Để vệ sinh lòng giặt của máy giặt này thật sạch thì chúng ta dùng một ít nước tẩy trắng. Nước tẩy trắng chúng ta đổ vào trong cái khay là nước giặt hoặc là nước tẩy trắng, chúng ta đổ vào đây, hoặc là chúng ta có thể đổ trực tiếp vào trong lòng cũng được. Tuy nhiên là tôi khuyên chúng ta nên đổ vào đây một ít, tầm khoảng 50 ml thôi. Và chúng ta đổ thêm một ít xà phòng vào đây, một ít xà phòng vào bằng một cái lượng giặt hàng ngày chúng ta, hoặc là trực tiếp chúng ta đổ vào lòng giặt cũng được. Rồi sau khi chúng ta đã cho một ít nước tẩy và bột giặt vào, chúng ta sẽ tiến hành ấn nút điều khiển. Thì đầu tiên chúng ta mở công tắc nguồn lên. Đấy, hiện giờ là đang chế độ 5, có nghĩa là chế độ tùy chọn của tôi. Thì chúng ta thấy nguyên một cái dãy số này là nó màu vàng. Thì cái nút ở trên điều khiển, đây nút màu vàng đây, như là chúng ta chọn cái chương trình. Khi chúng ta bấm nút chọn chương trình, đây, số 6 nè, số 7 nè, chúng ta nhìn có con số ở phía bên tay phải thôi nha, số 8 nè, số 9. Rồi chúng ta chọn cái chữ A. Đây, chữ A đây, đây là chế độ vệ sinh lòng giặt. Tôi nhắc lại nha, chúng ta bật công tắc nguồn lên, sau đó bấm vào nút chương trình để cho máy chọn đến chế độ A là chế độ vệ sinh lòng giặt. Đây, 7, 8, 9 là chữ A. Rồi xong, chúng ta chỉ cần bấm khởi động. Thì quá trình làm vệ sinh lòng giặt nó sẽ diễn ra trong khoảng 12 tiếng tùy theo dòng máy. Thì cứ sau khoảng 1 tiếng thì máy sẽ có 5 phút, giống như là cơ chế giặt bình thường. Máy sẽ quay cái lòng giặt, sau đó tiến hành ngâm. Rồi 60 phút sau lại tiếp tục quay rồi ngâm. Và cái chương trình này cứ lặp đi lặp lại trong 10 tiếng. Sau đó là máy sẽ tiến hành giặt xả. Tổng cộng thời gian chúng ta là khoảng 12 tiếng. Thì sau khi kết thúc 12 tiếng thì cái lòng giặt của cái máy giặt chúng ta sẽ sạch sẽ hơn rất là nhiều. Và chúng ta nên làm cái việc này 30 ngày một lần. Thì như thế thì cái máy giặt chúng ta đảm bảo là lúc nào cũng sạch sẽ, không cần phải gọi thợ chuyên nghiệp đến để vệ sinh lòng giặt chúng ta. Tuy nhiên trên thị trường hiện nay vẫn có một số loại chất tẩy rửa lòng giặt. Tuy nhiên đối với kinh nghiệm của tôi thì chúng ta việc sử dụng những cái túi vệ sinh lòng giặt đó, chúng ta cũng cần phải sử dụng cho cái chế độ vệ sinh lòng giặt này. Hoặc là chúng ta có thể dùng xà phòng rồi nước tẩy trắng giống như tôi vừa rồi, thì nó vẫn đảm bảo được cái lòng giặt chúng ta sạch. Rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye mọi người.